bạn, Canada nổi tiếng là một đất nước hòa bình, sạch đẹp và an toàn. Học sinh đến Canada du học là đến với một trong những nơi có môi trường thiên nhiên tươi đẹp và hệ thống giáo dục thuộc hàng tốt nhất thế giới. Và đến với chương trình Cẩm nang du học Canada, Tân Đại Dương sẽ giải đáp những chia sẻ cũng như là những thắc mắc xoay quanh vấn đề du học về môi trường sống, cách ăn ở, đi lại và cách làm việc tại đất nước Canada. Và hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ với chuyên viên tư vấn Đoàn Lựu để giúp chúng ta giải đáp các câu hỏi. Xin chào chị Lựu. Chào Như. Và câu hỏi đầu tiên cho chị Đoàn Lựu là từ một bức thư của bạn Ngọc Trang ở Vũng Tàu, và nội dung của bức thư của bạn như sau. Em có ý định du học Canada nhưng gia đình không có người thân tại đây nên còn đang phân vân về vấn đề tìm nhà ở khi du học. Chi phí nhà ở có cao không ạ? Và Tân Đại Dương tư vấn giúp em về vấn đề này nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Thì cảm ơn câu hỏi của Như đã đặt ra cho bên Tân Đại Dương. Thì về vấn đề nhà ở khi đi du học thường có 3 dạng. Thứ nhất là ký túc xá, homestay hay là các bạn có thể thuê nhà bên ngoài. Thì theo Tân Đại Dương nhìn thấy thì nhiều trường đại học và cao đẳng ở Canada có ký túc xá nằm ngay trong khuôn viên của trường hoặc là gần trường. Hầu hết các ký túc xá đều trang bị rất là đầy đủ những cái phương tiện. Tuy nhiên cũng có một vài nơi học sinh cũng cần phải trang bị những cái vật dụng cá nhân của mình. Về tiền thuê phòng thì lại khác nhau tùy theo từng trường. Thông thường thì chi phí nó sẽ dao động từ khoảng 7.000 cho tới 8.000 đô la Canada một năm. Đó, còn nếu như mà về dạng homestay thì nhiều gia đình Canada đón nhận sinh viên quốc tế ở trọ. Đây là cách hiệu quả để học tiếng Anh và cũng là cách hiệu quả để giúp cho sinh viên thích nghi được với cái môi trường sống ở bên Canada. Thì về cái phí homestay thì bao gồm những các bữa ăn và những phòng riêng cho học sinh ngay trong gia đình của chủ nhà. Và học sinh được khuyến khích tham gia các hoạt động trong gia đình gia chủ. Nhà trường có thể sắp xếp những cái gia đình phù hợp với sở thích của học sinh khi được yêu cầu. Thì cái chi phí cho cái dịch vụ homestay này khoảng cỡ 700 cho tới 800 đô la Canada một tháng. Còn về thuê nhà ở bên ngoài, những cái dạng căn hộ thì thuê nhà bên ngoài khuôn viên trường học. Thường thì trường có các danh sách nhà cho thuê tại văn phòng của trường, các bạn có thể tới đó để tìm chỗ ở. Các trường không kiểm tra nhà cho thuê, học sinh phải tự kiểm tra, chọn lựa và thương lượng với chủ nhà để có được cái chỗ ở phù hợp với mình. Về tiền thuê nhà thì khá đắt, nhất là ở các thành phố lớn. Chi phí chỗ ở tại Canada trung bình khoảng cỡ 500 cho tới 1.400 đô la Canada một tháng. Tùy theo cái thời điểm mà bạn chọn, bạn có thể thuê chung với bạn bè để chia sẻ phần chi phí, hoặc là bạn cũng có thể thuê những căn hộ chung cư loại chỗ này thường thì chỉ có bếp, nhà tắm, 1 đến 2 phòng ngủ và không bao gồm bàn ghế hoặc các bữa ăn. Nên nhớ là hợp đồng thuê nhà cần phải được xem xét cẩn thận cho từng cái điều khoản trước khi bạn ký tên. Và nhiều bậc phụ huynh thì khi cho con mình đi du học tại Canada cũng có rất nhiều quan tâm về vấn đề là thời tiết tại đây. Đó là câu hỏi của chị Thiên Kim ở Bến Tre, và câu hỏi của chị có nội dung như sau. Tôi được biết là ở Canada có mùa đông rất là rõ rệt. Hiện bé gái nhà tôi sắp nhập học vào đúng ngay tại thời điểm này. Vậy thì tôi cần chuẩn bị cho con những gì để có thể giúp con du học một cách tốt nhất? Mùa đông đương nhiên là một mối bận tâm rất là lớn đối với tất cả các bậc phụ huynh khi cho con mình đi du học, nhất là khi con gái của chị Thiên Kim lại sắp sang Canada đúng vào mùa này. Mùa đông ở Canada thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng 11 và chấm dứt vào khoảng tháng 4. Tuy nhiên, nhiệt độ thay đổi đáng kể theo vùng mà bạn sinh sống. Tân Đại Dương thì vẫn chưa biết được là con của chị sẽ ở vùng nào của Canada, nên Tân Đại Dương sẽ nói về mùa đông ở một vài vùng của Canada để chị xem coi là cháu của mình nằm ở vùng nào rồi mình chuẩn bị đồ. Thì như các bạn cũng đã biết, Canada là một quốc gia mênh mông bát ngát ở cận cực Bắc. Nhiệt độ trong năm, đặc biệt là mùa đông, xuống rất thấp, nhất là ở các vùng thuộc địa. Ở 6 tỉnh bang chính, thời tiết có thể phân làm hai loại, hàn đới ở các bang miền Tây như là Alberta, Manitoba, các bang British Columbia có thủ phủ là Victoria, thành phố lớn là Vancouver. Ontario, Quebec có khí hậu tương đối dễ chịu hơn, ôn đới hải dương. Vào mùa đông, nhiệt độ thường trực của đa số của các vùng của Canada là thường xuống dưới âm 10 độ C. Nhiệt độ thực ra không phải là thước đo chính xác duy nhất của độ lạnh ở Canada. Người ta thường tính thêm cái yếu tố là gió. Một ngày có gió mạnh khoảng từ 60 cho tới 80 km/h, cộng thêm nhiệt độ âm 20 độ C thì có thể làm cho độ lạnh thực tế xuống tới âm 30 hoặc 35 độ. Chính vì thế mà chúng ta cần phải che chắn thân thể của mình chống lại gió và lạnh, chứ không chỉ là chống lại lạnh chung chung
cần phải đội mũ che kín đầu, tai vì hơi nóng trong người bạn thoát ra ngoài 80% là qua hai cái đường này. Cần đeo găng tay, mang ủng cao, quấn khăn tròn cổ để tránh sưng phổi. Không nên vì lý do thẩm mỹ hay thời trang mà mặc phong phanh, đi giày cao gót, giày thể thao để đầu trần trong mùa đông. Mình sẽ thấy được tác hại của việc này sau khoảng 5-10 năm sống ở Canada, mà biểu hiện phổ biến nhất là bệnh phong thấp và bệnh sưng phổi. Thì Canada không phải là xứ sở của các loại quần áo thời trang nổi tiếng, nhưng đây là nơi có nhiều kiểu quần áo thực dụng nhất. Chính vì thế không phải lo tốn tiền quá nhiều cho thời trang. Là sinh viên học sinh, ăn mặc đơn giản, gọn gàng, hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết là đủ. Và xin cảm ơn những chia sẻ của chị Đăng Lục. Và Tân Đại Dương hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi thì có thể giúp được những bạn du học sinh cũng như là các bậc phụ huynh an tâm hơn về vấn đề du học Canada. Và mọi thắc mắc, đóng góp thì vui lòng gửi về địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc gọi điện thoại qua số 083-848-4879 để được tư vấn một cách chốt nhất.